Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du Hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích một cái bàn tay mà bạn này cũng đã từng tham gia vào cái chức năng hội viên trên kênh youtube của mình à, Thì ở mỗi video mình đều để cái địa chỉ trên fanpage ở đó các bạn có nhu cầu các bạn có thể liên hệ với mình Và các bạn cũng có thể liên hệ với mình một cái phương thức nữa ở đó chính là tham gia vào cái chức năng hội viên Mình sẽ liên hệ với các bạn một cách sớm nhất có thể Thì có thể nói đây là một bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1989 À, bạn này cũng đã có gia đình rồi, à, chồng của bạn cũng lớn hơn bạn chỉ vào một hai tuổi thôi. À, bạn này có một cái à, lời nhắn nhủ với mình như thế này, tức là bạn này à, vừa rồi cũng có một cái mang một cái số tiền nợ khoảng một tỷ gì đó, nói chung là hai vợ chồng à, gánh một cái khoản nợ như vậy. với khoản nợ này thì à, hai vợ chồng gánh giùm à, một cái người bên trong gia đình của bạn của mình thôi. À, và bạn này muốn nhờ mình xem là cái việc gánh nợ như vậy à, nó có À, sắp tới có những cái gì nó thuận lợi hoặc là có thể à, trả được cái số nợ đây không? thì à, hôm nay mình sẽ phân tích cái bàn tay này và một trong những cái chương trình đặc biệt hôm nay nữa mình muốn gửi tặng tới các bạn đó là à, thời gian qua mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh youtube của mình, mình cũng nói chung là các bạn ủng hộ mình cũng khá là nhiều rồi à, mà mình xem thì cũng chưa có thể nào mà sắp xếp xem hết được, cho nên hôm nay mình sẽ đặc biệt À, cho các bạn xem cái video nào đầu tiên, à, các bạn sẽ nhận được một cái thẻ cào à, Phone, à trị giá là à, 50.000 đồng. Như vậy thì à, các bạn nào à, xem cái video này, à, các bạn nhanh tay à, lấy cái số này để nạp vào cái tài khoản à, Mobi của mình nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được ngay à, 50.000 đồng. Và các bạn nào mà nhận được à, cái à, à, cái số tài khoản này và các bạn à, À, nạp được thành công các bạn có thể vui lòng mà comment trên cái video này giúp mình nha để mình có thể à, xem à, chúc mừng các bạn thôi chứ không có gì. Thì đó là một cái chương trình cũng khá là đặc biệt hôm nay, mình muốn gửi tặng cho các bạn à, cái thẻ cào Vina này nó cũng vui vui thôi nha các bạn. Thì quay trở lại với cái tướng tay ngày hôm nay, mình sẽ phân tích trước tiên chúng ta sẽ đi vào tổng tổng thể của bàn tay này. Chúng ta thấy về tổng thể của cái tướng tay này chúng ta sẽ thấy được hai cái yếu tố rất là rõ. Thứ nhất là về cái màu sắc. Về cái màu sắc của cái bàn da tay bàn này thấy, chúng ta thấy được là cái màu nó hơi đen và nó hơi xám tí xíu Không những cái bàn tay mà cả cái khuôn mặt của chúng ta cũng vậy Khi mà cái sắc diện của chúng ta nó có một cái sự thay đổi Nó không có được hồng hào tuy nhận cho lắm Thì đó là một trong những cái dấu hiệu Nó cho thấy về cái sức khỏe mình không tốt Và cả về cái con đường tài vận của mình nữa Do đó với cái tướng tay này thì nó ảnh hưởng về cái tài vận và cái sức khỏe của các bạn này và một cái yếu tố nữa chúng ta thấy được đây là một cái tướng tay rất là dài những người nào mà có cái tướng tay dài thì à, rõ ràng đó là một người họ làm việc rất là thận trọng họ làm việc gì cũng rất là chu toàn nói chung là họ à, sẽ tính toán rất là kỹ lưỡng khi đưa ra cái quyết định hoặc là khi làm việc rồi họ cũng sẽ làm một cách làm sao cho nó đạt cái yêu cầu tốt nhất có thể thì đó là thông qua tương tài và chúng ta sẽ đi vào phần tổng thể của các yếu tố khác chúng ta thấy được cái ngón trỏ của cái bàn này rất là dài và nó trội hơn so với ngón giữa ngón chanh à, và thậm chí nó gần bằng luôn cả cái ngón cái nữa do đó có thể nói đây là một người họ phải nói là có cái thực quyền thực quyền ở đây tức là họ có cái khả năng ăn nói có cái khả năng quản lý lãnh đạo có khả năng chỉ đạo được đó với những cái tướng tay của người này họ sẽ có cái tính tự lập rất cao và đôi lúc còn có một cái gì đó nó hơi cái tôi cũng lớn đi những người có ngón trọ cao và to nữa cho thấy họ rất là có cái tham vọng ở trong cái cuộc sống họ luôn hướng tới cái công danh sự nghiệp cái địa vị của mình và những người này họ sẽ luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình nhiều khi bạn này họ làm việc quên cả cái bản thân mình luôn các bạn, nhiều khi quên luôn cả gia đình nữa không chừng nữa. Cho nên với tướng tai này thì phải nói là cái cơ quan nào hoặc là công ty nào mà có được cái tướng tai của những người có tướng tai như thế này thì rõ ràng đây là một người làm việc rất có trách nhiệm. Tiếp theo nữa chúng ta phân tích tới các cái yếu tố khác. Chúng ta thấy được giữa cái ngón giữa oh, cái ngón danh và cái ngón út của bạn này nó có cái sự khác biệt rất lớn. Điều này nó cho thấy rằng cái mối quan hệ về bạn bè của bạn này nó cũng không được tốt lắm và nhiều khi chúng ta thấy được với dấu hiệu này cũng cho thấy rằng cái nếu như bạn này có con rồi thì nhiều khi con của mình nó cũng hơi ngộ nghịch với mình tí xíu đây là một trong những yếu tố thể hiện về cái mối quan hệ bạn bè và cũng như là con cái của mình tiếp theo nữa thì chúng ta phân tích tới các cái ngón khác chúng ta thấy về cái ngón cái của bạn này nói chung là nó cũng có một cái góc cạnh như thế này thì chắc các bạn cũng đã hiểu được cái ý mình muốn nói gì đây rồi nếu các bạn xem nhiều cái video của mình các bạn sẽ biết được với những cái tứ tay như thế này thì rõ ràng đây là một trong những người họ rất thích đầu tư về kinh doanh bất động sản và họ sẽ là một người đầu tư kinh doanh bất động sản rất tốt và thậm chí là họ sẽ dễ phát lên nhờ vào cái kinh doanh về đất đai và bất động sản lắm các bạn có cái tứ tay như thế này thì hầu như là các bạn sẽ À, rất là thích hợp với công việc đầu tư về kinh doanh đất đai và bất động sản tiếp theo nữa chúng ta thấy về cái gọi thủy tinh của bạn này khá là nhu cao à, đó nhu cao đây điều này nó cho thấy rằng cái cái việc kinh doanh của người này cũng sẽ rất là tốt à, ngoài cái công việc chính của bạn này thì mình nghĩ rằng bạn này có cái kinh doanh thêm và về kinh doanh về đất đai và bất động sản nữa như bạn này cũng đã có uh, chia sẻ với mình à, tiếp theo nữa chúng ta thấy ở cái khu vực thủy tinh này có khá là nhiều cái vân tài vận ở đây đây là một trong những cái vân rất tốt nó thể hiện người đó có cái lọc lá về kinh doanh và kinh doanh nó sẽ thu được cái lợi nhuận những người nào có tướng tay như thế này thì nhiều khi cái tường nguồn tiền của họ cũng sẽ đến rất là bất ngờ à, do đó cái tiền bạc của họ đôi lúc nào trong túi của họ cũng sẽ rất là có rụng rỉnh không bao giờ sợ thiếu hết Đây là một trong những cái chỉ tay tiền tài rất tốt và cái gò một tinh nữa chúng ta thấy được là bạn này có gò một tinh khá là nhiều cao à, và nó cũng rất là đầy đặc điều này nó cho thấy một lần nữa rằng những người này họ có cái thực quyền và họ sẽ có cái địa vị ở trong cái xã hội. Một yếu tố nữa đó chính là họ sẽ cũng có khả năng tích lũy được cái đất đai và cái điền sản. Đây là một trong những cái cung trên ngón tay nó cũng có 12 cung như trên cái gương mặt vậy đó các bạn. Thì đây là một trong những cái cung nó nói về cái tài vận của mình về tiền bạc đồ này kia nó sẽ rất là tốt gò một tinh này mà nhu cao đầy đặn thì những người đó sự nghiệp của họ sẽ có cái sự danh tiếng tiếp theo nữa chúng ta thấy ở cái khu vực cái gò thủy tinh ở cái gò thái dương của bạn này nó có một cái cục thịt nhiều lên rất cao thì các bạn cũng đã biết được khu vực này là cái vùng cung ly à, khu vực này mà nhu cao đầy đặn thì điều này nó cho thấy người đó có cái khả năng là sau này sẽ có được cái đất đai điện sản sẽ rất lớn như các bạn đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho chúng ta thấy được những cái ưu điểm uh, trên cái lòng bàn tay về đất đai, tài sản của một người sẽ như thế nào. Tuy nhiên chúng ta thấy được cái gò thái âm này, nó khá là thấp lợm và nó có khá là nhiều cái đường để đi vào như thế này. Thì rõ ràng cái công việc của của bạn này cũng thực sự chưa phải là một cái điểm dừng gì đó nó thực sự im ấm đâu. Mặc dù bạn này có công việc chính như vậy nhưng mà mình nghĩ rằng cái công việc họ cũng chưa có đạt được cái À, phát triển như mong muốn đôi lúc cái công việc của mình nó cũng còn rất là long đông lần đợt nhiều khi cũng phải đi tới đi lui nữa và cái sự nghiệp nó cũng chưa có à, được cái thành tựu gì à, có thể nói là có gặt khái được cái thành công một trong những cái dấu hiệu à, tiếp theo nữa chúng ta thấy về cái gò kim tinh đó Ở cái gò à, cái gò kim tinh đúng rồi gò kim tinh của bạn này chúng ta thấy được bên trong có khá là nhiều cái gân xanh này kia nói chung sức khỏe bạn này không tốt lắm và nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới à, về phần à, Cha mẹ của mình cũng có sức khỏe Không tốt nữa cho nên bạn này cần phải lưu ý Về cái vấn đề này Hiện nay với cái tướng tai này thì mình nghĩ rằng cái sắc thái Nó không được à, tư nhuận cho lắm à, Cho nên à, cố gắng vượt qua cái giai đoạn hiện nay Tiếp theo nữa Thì chúng ta sẽ phân tích tới à, Cái đường sinh đạo của bạn này Chúng ta thấy được là cái đường Sinh đạo của bạn này ở những cái thời điểm đầu Nó cũng chung là không tốt lắm à, Trước đây, nói chung bạn này cũng sẽ rất là khó nuôi và nhiều khi sức khỏe của mình nó cũng không được tốt nữa. Tuy nhiên sau những năm mà 20, 20, trở đi thì nó sẽ có nhiều cái sức khỏe nó thể hiện tốt hơn. Đó là chúng ta thấy được cái đường sinh đạo của anh này rất đậm và nó kéo dài hầu như là nó gần tới cái vòng cổ tay luôn. Và chúng ta thấy được nữa là đây là một trong những cái vòng cổ tay nó cũng khá là bị liền mạch. Thì những người này cho thấy rằng cái sức khỏe họ sẽ tốt và những người này họ cũng sẽ nói chung là là họ làm việc họ sẽ cũng sẽ cất rất rất là kiên trì trong cái uh, con người của họ luôn luôn có cái uh, sức khỏe cái năng lượng à, nó rất là tràn đầy do đó với những cái gì mà mình phân tích từ đầu với những cái yếu tố về cái vòng cổ tay này nữa nó cho chúng ta thấy được đây là một trong những người họ uh, rất có uh, cái năng lực làm việc và cũng như là có trách nhiệm trong công việc do đó sớm muộn gì với tướng tay này thì mình nghĩ rằng họ cũng sẽ có được cái thành công ở trong cái công việc mà thôi À, tiếp theo mình sẽ phân tích tới những cái dấu hiệu khác ở bên trong cái gò kim tinh nó gắn liền với đường sinh đạo chúng ta thấy được đây là một trong những cái vân à, âm đức rất tốt những cái vân này thường là nếu như mà kết hợp với những cái yếu tố này nè các bạn cái ngón cái nè à, đây đây là một trong những cái người họ thích hợp trong việc kinh doanh bất động sản lắm cho nên với tướng tài này mình nghĩ rằng bạn này kinh doanh bất động sản thêm là quá hoàn toàn thích hợp rất thích hợp và nó sẽ mang lại những cái đầu tư rồi dựng như những cái đường chỉ tay này tiền tài nó mang lại đồng thời họ cũng thấy được rằng đây là một trong những cái bàn tay có cái sự uh, phúc đức ở trong đây nữa tuy nhiên ở thời điểm hiện nay thì nó cái màu sắc nó tư không tốt lắm thì có vẻ là nó một cái phần gì đó nó ảnh hưởng tới cái vận mệnh sức khỏe của chúng ta thôi nhưng với cái tướng tay này nó có khá là nhiều vân âm đức như vậy thì mình nghĩ rằng nó từ từ rồi cũng sẽ à, trải qua được tiếp theo nữa thì chúng ta phân tích tới những cái dấu hiệu khác ở trên ở cái bàn tay bạn này xem như thế nào có thể nói cái tướng tay của bạn này về cái đường tình cảm thì chúng ta sẽ không nói nhiều bởi vì bạn này cũng đã có gia đình rồi tuy nhiên chúng ta thấy được ở cái phía dưới của cái đường tình cảm cũng có khá là nhiều cái vân đảo như thế này đây là một trong những cái giai đoạn mà có thể nói là từ những năm mà 30 đến năm 35 à, thậm chí là nó nếu mà nó ấy hơn một tí xíu nữa thì nó sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên với cái tướng ta như thế này thì rõ ràng à, trong những năm sắp tới đây thì cái chung là chuyện tình cảm của mình nó cũng có cái gì đó nó không thuận lợi cho lắm. Cho nên bạn này cố gắng à, vượt qua những cái yếu tố đó. Nhiều khi do trong cái gia đình của mình cái chuyện vợ chồng nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới nhiều cái nguyên nhân lắm. Khi chuyện tiền bạc rồi cái công việc nói chung vân vân, à, cái ai cũng vậy thôi. À, nhiều khi À, cái vấn đề bình thường thì không sao nhưng mà có cái vấn đề gì đó xảy ra thời thì vợ chồng cũng sẽ hay rất là dễ à, xích mích cãi vã với nhau tuy nhiên đây chỉ là một cái dấu hiệu à, nó cũng cho thấy rằng cái sự à, không à, thuận lợi thôi nhưng nó không ảnh hưởng xấu lắm tới cái vấn đề khác chúng ta thấy nữa là ở cái đường à, tâm đạo của bạn này có khá là nhiều cái nhánh hướng xuống thì rõ ràng đây là một trong những người họ sống rất là nặng tình cảm và họ cũng sẽ là một người phải nói là nặng cái tình nghĩa về cái gia đình gia đạo của mình đây là một người phụ nữ mà mình cảm thấy rằng họ có được cái tố chất về cái năng lực làm việc và bên cạnh đó họ cũng là một cái người gánh nặng về cái chuyện gia đình với tướng tay này thì mình chỉ rằng nhiều khi bạn này cũng có một cái sự tự ái khá là lớn đây là một cái khuyết điểm lớn ở trên cái lòng bàn tay của bạn này nhiều khi mình cũng hay À, tự ái cao nè hay nóng nảy Nói chung là nó cũng hơi thất thường Mình cố gắng kiềm chế lại những cái vấn đề đó Thì à, nó sẽ bớt cho mình đi tới những cái chuyện nó không đáng tiếc xảy ra Chúng ta khi mà giải quyết một vấn đề gì đó Thì nhiều khi mình giữ được cái tâm thái an duyên à, Bình tĩnh suy nghĩ qua cái cơn nóng giận đó rồi Thì mình sẽ giải quyết nó tốt hơn Chứ nhiều khi trong một cái phút nóng giận nào đó Mà mình đưa ra cái quyết định nó hơi hợp, nó nóng vô như vậy là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn mà khi mình cảm thấy hối hận không kịp. Đây là một trong những vấn đề mình nhắc nhở bạn này thôi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cái bạn này trong một thời gian sắp tới. Và một trong những cái dấu hiệu nữa chúng ta thấy được cái đường trí đạo của bạn này rất là dài và nó tách rời hẳn đưa sinh đạo. Các bạn xem gì video các bạn cũng đã biết đây là một trong những cái tướng tay của một người rất giỏi họ rất có cá tính và có tính tự lập độc lập rất cao. Những người này họ thích cái công việc bên ngoài lắm. Nói chung là họ xôn xắn sốt sáo cái công việc ở cơ quan công ty này kia. Và là một người phải nói là cực có cái thực lực. Họ luôn luôn suy nghĩ tới những cái vấn đề mà người khác chưa bao giờ nghĩ tới. Nói chung là họ luôn luôn đi trước người ta một bước ấy. cho nên đây là một trong những cái đường chỉ tay mà nó sẽ mang lại cái sự thành công rất là nhiều. Những người như thế này thì phải nói là họ vừa giỏi cái công việc này, công ty và vừa đảm cái công việc ở nhà này nha các bạn và chúng ta thấy được nữa là ở trên đường trí đạo của bạn này cũng có khá là nhiều cái đường nó hướng lên như thế này thì rõ ràng đây là một trong những cái đường nó rất là tốt cái đường này nó cho thấy rằng người này thông minh lanh lợi hoạt bát rất là dễ nắm bắt được cái thời cơ do đó với cái tướng tay như thế này thì rõ ràng nhiều khi bạn này kinh doanh đất đai bất động sản nó sẽ rất là nhanh nhạy và nhiều khi đặt cọc là nó sẽ có được cái mối trúng lớn ngay đó đây là một trong những dấu hiệu mà cho thấy sự lành lợi nhanh trí của một người. Có thể nói đường trí đạo là một cái đường mà nó sáng nhất trường lòng bàn tay của bạn này. ạ Một người mà cái trí tuệ của họ sáng hơn người khác thì đương nhiên cái khả năng thành công của họ sẽ rất là lớn rồi. Cái đường trí tuệ nó giống như cái đèn pin cho chúng ta soi đường cho chúng ta đi như vậy. Nếu như các bạn đi mà không có cái đèn pin thì đương nhiên nó sẽ đi rất là chậm. Chúng ta đi cứ mù mờ rất là khó đường đi. Nhưng mà một khi có cái đường pin nó soi sáng rồi mình sẽ đi một cách rất là à, nhanh chóng và không sợ bất kỳ cái sự vấp ngã nào. Do đó mình mới nói là cái đường trí đạo này nó sẽ giúp ích cho bạn này rất lớn. Dù cho trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa thì bạn này vẫn có được cái sự quyết định đưa ra đúng đắn. Tiếp theo nữa chúng ta phân tích tới cái đường công trạch sự nghiệp của bạn này xem như thế nào. Chúng ta thấy được nữa là bạn này có cái đường thủy tinh đây. À, đường thủy tinh. À, tuy là nó không có à, sâu đậm cho lắm à, và nó cũng có bị một số cái đường nó cắt ngang nữa cho đó đây là một trong những cái dấu hiệu nó cản trở cái được kinh doanh của bạn này nhưng mà những người nào có cái đường thủy tinh như thế này thì rõ ràng họ à, nhất định phải có cái công việc kinh doanh thêm và cái khả năng ăn nói của họ sẽ rất tốt người nào mà có đường thủy tinh như thế này thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm một công việc đâu họ sẽ làm cái công việc thứ hai và thậm chí cái công việc này việc kinh doanh nó còn đem là cái nhiều lợi nhuận nó cao hơn so với cái công việc chính mà họ làm nữa. Chúng ta thấy được nữa là ở cái từ cái xuất phát của cái đường sinh đạo, bạn này có cái cái đường đi lên như thế này và nó có một cái sự chuyển hướng cũng khá là lớn đó. Cho nên có thể nói cái công việc của các bạn này cũng ít nhất cũng sẽ trải qua tới hai lần về cái thay đổi công việc là. Cho nên có thể nói về cái công việc của của bạn này sẽ có hai cái mốc thời gian rất là quan trọng mà bạn này cần phải có một sự lưu ý như thế này và cái sự phát triển này mình thấy rằng thì rõ ràng nó có một cái sự phát triển càng ngày cái sự thay đổi của bạn đó nó sẽ hướng nó tốt hơn chúng ta thấy cái công việc về cái hiện tại của bạn này có được cái sự phát triển nó cũng có Trước năm 35 tuổi cũng có được Cái sự thành tựu đó chứ không phải là không có đâu Nhưng mà rõ ràng sau đó nữa thì nó có Một cái chuyển hướng à, khác đi Và cái hướng này nó sẽ giúp cho Cái bạn này có được cái sự giúp đỡ Của rất là nhiều người Và từ đó cái công việc của bạn này Nó có phát triển à, lên rất là tốt Chúng ta thấy được là Ở à, cái độ tuổi à, 35 của cái bạn này à, Tuy rằng à, chúng ta thấy Ở bên dưới của cái đường Tâm Đạo Họ có cái vận đảo ấy, nhưng mà rõ ràng cái khu vực này nó có à, cái hình à, đỉnh núi như thế này đây là một trong những cái dấu hiệu nó rất tốt nó cho thấy rằng người đó có khả năng à, thành lập vào một cái cơ sở gì đó riêng cho mình hoặc là cái cái công ty hoặc là cái cửa tiệm gì đó à, do mình làm chủ đây là một trong những cái dấu hiệu à, nó rất là tốt và chúng ta thấy nữa là trên bàn tay của bạn này cũng còn có những cái tiềm năng rất tốt về sau này đất đai và bất động sản nhà cửa của bạn này mình thấy cũng khá là nhiều về tương lai có khả năng bạn này sẽ mua thêm đất và sở hữu cũng một hai căn nhà gì đó thêm nữa đó cho nên đây là một trong những cái dấu hiệu cái dự báo tương lai sẽ rất tốt có thể ở cái thời điểm hiện nay thì bạn này gánh một cái khoản nợ như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở cái giai đoạn này ở cái độ tuổi này của bạn này có cái đường chỉ tay này nó không tốt nó thể hiện những năm gần đây và thời điểm hiện nay của bạn này là nó có những cái sức ảnh hưởng về cái tài sản nó bị hơi bị thất thoát chút xíu ở trên đây chúng ta cũng có thấy được bạn này có những cái đường à, thoát tài tiền ở đây nè do đó với cái số tiền 1 tỷ mà hai vợ chồng bạn này à, vừa gánh giùm nói chung là cái này mình không phải là một cái khoản nợ của mình mà mình gánh giùm người khác thôi đây là cũng một trong những cái việc làm mình nghĩ rằng rất là tốt à, thực ra mình nợ nhưng mà nói thẳng ra lại mình đang cho người khác mượn đây là một trong những cái việc làm rất tốt cho nên có thể nói 2 năm mà hoặc lập ít nhất cũng phải sớm thì 2 năm Còn trễ thì cũng 3 năm Thì mình nghĩ rằng cái cơ hội phát triển của bạn này sẽ vực dậy rất lớn Đây là một trong những cái giai đoạn mà bạn này cần phải vượt qua à, Và mình nghĩ rằng những năm tới Bạn này sẽ có được những cái bước phát triển rất là lớn Và những cái tài sản như à, lúc nãy giờ mình à, phân tích cho các bạn á Bởi vì bàn tay này nó cũng có khá là nhiều cái vân âm đức Và cái việc mà bạn này gánh nợ dùm À, chúng ta nghĩ rằng cái cái nợ đó là không phải do mình làm ra mà mình cho người khác mượn thôi à, mình nghĩ như vậy thì mình sẽ có cái hướng giải quyết tốt và mình thấy rằng cái đường trí đạo như thế này thì rõ ràng đây là một người họ rất thông minh mình biết rằng trong cái à, trí tuệ của người này mặc dù à, có cái khoản nợ như vậy á mà mình nghĩ rằng bạn này có cái hướng giải quyết rồi chứ không phải là không có đâu với đường trí đạo này và bạn này hoàn toàn chưa sức à, có thể giải quyết được cái vấn đề đó Tuy nhiên một cái vấn đề nữa mình có cái phần khuyên bằng này như thế này thôi Là nhiều khi trong công việc của mình được nhiều người giúp đỡ cũng là một cái việc tốt đó Nhưng mà đôi khi cũng cần phải cân nhắc tí xíu Bởi vì nhiều khi chồng của mình nó không hơi ghen Nhiều khi như vậy nó cũng sẽ không tốt lắm về cái chuyện tình cảm như lắm Nó có thể xảy ra một vài cái xích mít gì đó Và đương nhiên khi mà hai vợ chồng gánh một cái khoản nợ như vậy Thì mình cũng có yêu cầu bạn này chụp thêm cái bàn tay của À, chồng bạn này thì mình muốn xem à, sơ qua xem những có cái, nước, cái hướng gì nó đặc biệt à, hay không thì chúng ta thấy rõ ràng cái bàn tay của à, chồng của bạn này à, thì phải nói là nó có một cái à, các cái gò nó cung tương đối là cao à, và nó đầy đặn tuy nhiên với à, cái tướng tay của người này thì mình cũng thấy có sự tương đồng à, giữa hai người đó tức là cái đường trí đạo này của cái bạn này cũng hơi gọi là nó hơi à, hơi hơi tách rời so với đường sinh đạo nữa À, cũng tương tự như cái đường à, chỉ tay của bạn à, bạn này ở bên đây là cái đường chỉ tay tam xuyên các bạn thì những người này thì phải nói là họ có cái chí nguyện cũng khá là cao đó hai vợ chồng mình nghĩ rằng có cái cá tính cũng khá là hợp đó nhưng mà cái người chồng này nhiều khi họ còn cái khả năng tự ái cũng cao hơn bạn này đó nhiều khi à, cái mình cũng có hơi có vấn đề gì đó nó hơi à, ngạo mạn tí xíu À đấy hơi từ cao hơi ngạo mạn đây là một trong những cái đặc điểm của cái tướng tai của một người đàn ông mà chúng ta thấy được rằng nữa là một cái dấu hiệu nữa cái đường tâm đạo và cái đường trí đạo của của anh ta nó không được sâu đậm cho lắm cho nên về cái yếu tố này mình thấy rằng nó không tốt bằng cái tướng tai của của cái bạn bên kia cho đó với những người này thì rõ ràng nhiều khi cái tâm của họ tâm và trí của họ nó cũng có phần gì đó nó hơi yếu ớt tí xíu nó không có sáng nó không có rõ hay tâm tính của mình nó cũng hay dễ thay đổi nữa tuy nhiên có một cái đặc điểm lớn trên lòng bàn tay của bạn này là có một cái chữ ít cũng khá tốt chữ ít này mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho bạn này rất nhiều nó sẽ vượt qua được những cái khó khăn cái thử thách và chúng ta thấy được nữa trong những cái dấu hiệu này nó có cái đường thoát tài đấy các bạn đây là một trong những cái đường thoát tài và hiện tại thì bạn này cũng lớn hơn vợ của mình là, là 2 tuổi À, một hai tuổi gì đó. cho nên chúng ta thấy được ở những cái thời điểm hiện nay à, và sắp tới, bạn này thấy mình thấy được trên đây có một cái tam giác rất tốt. đây là một trong những cái tam giác nó thể hiện rằng sẽ có người giúp đỡ cho bạn này trong cái thời gian sắp tới. cho nên đây là một cái trong dấu hiệu rất là tốt. cái sức cái tam giác này nó xuất hiện mình không biết là từ thời điểm nào nó có một cái sự sắp xếp hay là tình cờ hay ngẫu nhiên đó hay không. nhưng mà với tam giác xuất hiện như thế này thì rõ ràng với cái số tiền nợ khoảng một tỷ này thì mình thấy rằng sắp tới sẽ có người giúp đỡ cho hai vợ chồng bạn này à, và hy vọng cái những yếu tố này nó sẽ giúp cho bạn này có thể tự tin hơn trong cái vấn đề sắp tới và với cái đường trí đạo như thế này nữa thì mình hoàn toàn tin tưởng bạn này có cái hướng xử lý nó rất là êm đẹp thôi à, chẳng qua là ở thời điểm hiện nay nó à, chúng ta cũng có một cái khoản à, nợ như vậy thì hy vọng cố gắng à, bạn này sẽ vượt qua và mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để phân tích ở những video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại